Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, đảm bảo các hoạt động sản xuất, dịch vụ thiết yếu. Trách nhiệm đứng yên là một trong những giải pháp quyết liệt và cần thiết để hạn chế lây lan dịch bệnh khi nước ta đang ở trong 2 tuần được coi là thời điểm có tính bước ngoặt trong phòng chống dịch COVID-19. Chủ động phòng ngừa và có hành động đúng với những người có nền bệnh tim mạch, những người thường có xu hướng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 hơn các bệnh nhân có bệnh nền khác. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với Huế ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hy vọng trong thời lượng 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ cung cấp những thông tin thiết thực đến quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, huy động toàn bộ hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện cách ly toàn xã hội trong 15 ngày, đảm bảo các hoạt động sản xuất, dịch vụ thiết yếu, giải quyết các công việc hành chính trên môi trường mạng. Đó là những chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp ban chỉ đạo về phòng chống dịch COVID-19. Báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID tỉnh, đến hết ngày 31 tháng 3 đã tiếp nhận thêm 1.000 người sinh sống lao động học tập từ Lào trở về địa phương. Các trường hợp này đều đã được bố trí vào khu cách ly tại khu ký túc xá Trường Bia. Trong vài ngày tới, nếu số lượng tăng lên, sẽ tiếp tục triển khai các phương án dự phòng tại cả khu cách ly khác như trường tài chính, cao đẳng y tế, đảm bảo trên 300 chỗ mỗi khu. Từ 0 giờ ngày 1 tháng 4, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo kiểm tra việc dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hạn chế tối đa việc di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị và thực hiện triển khai bước đầu có hiệu quả chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là chính quyền các địa phương. Trên tinh thần cách ly toàn xã hội nhưng không phải phong tỏa đất nước, tức là vận động yêu cầu người dân hạn chế đi lại, tránh tập trung đông người trong và ngoài công sở, nhà máy, công xưởng, nhưng vẫn phải đảm bảo cả hoạt động sản xuất, dịch vụ thiết yếu, giải quyết cả công việc hành chính thông qua môi trường mạng, khuyến khích làm việc tại nhà, tăng cường họp trực tuyến. Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh giai đoạn 15 ngày tới vừa mang tính thách thức nhưng cũng chính là phép thử để các địa phương, cơ quan ban ngành đánh giá lại năng lực hiệu quả làm việc trực tuyến thông qua môi trường mạng và các ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó góp phần thực hiện nghiêm túc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thưa quý vị, việc thực hiện cách ly toàn xã hội 15 ngày theo tinh thần chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ không còn là trách nhiệm nghĩa vụ của riêng những người có quyết định cách ly y tế mà của mỗi người dân chúng ta. Bởi đây là một trong những giải pháp quyết liệt và cần thiết để hạn chế lây lan dịch bệnh khi nước ta đang ở trong 2 tuần được coi là thời điểm có tính bước ngoặt trong phòng chống dịch COVID-19. Tại Thừa Thiên Huế, trong ngày đầu tiên đã ghi nhận sự chấp hành nghiêm túc của nhân dân trong tỉnh trong việc hạn chế ra đường. Các loại hình như xe khách, xe hợp đồng, taxi, xe buýt gần như không thể xuất hiện. Giờ tan tầm tại trung tâm thành phố Huế, nếu như mỗi ngày là hình ảnh đông đúc, thì giờ đây chỉ lạc đạc phương tiện, chủ yếu là xe máy của người tăng sở làm. Các hàng quán tại các con phố sầm uất như Bến Nghé, Hùng Vương đều đã đóng cửa. Tại chỗ kiểm tra y tế thuộc địa phận thị xã Hương Thủy, lực lượng liên ngành gồm công an, quân đội, y tế, thanh tra giao thông, chính quyền địa phương đã phối hợp xác minh nhân thân đối với những chuyến xe khách cuối cùng, chủ yếu là những xe đường dài đang trên đường chạy mới nhận được lệnh cách ly ngừng chạy. Ghi nhận cho thấy tất cả hành khách, tài xế, chủ xe đều hợp tác tốt với lực lượng chức năng. Tại chốt thuộc địa bàn thị xã Hương Trà, các loại xe ô tô cũng đã thưa dần, chủ yếu là những xe ngoài tỉnh đưa người thân vào khám chữa bệnh tại Huế. Lực lượng chức năng cho biết mọi người đều rất ý thức trong việc kiểm tra. Nhiều người chưa cần hiệu lệnh của cảnh sát giao thông cũng đã chủ động dừng xe để khai báo y tế. Trong ngày đầu thực hiện cái chỉ thị của chính phủ của Thủ tướng, thì hiện tại tại chỗ Hương Trà này thì qua kiểm tra thì phương tiện đi lại rất là ít, chủ yếu là các phương tiện là xe ô tô con, và tổ đã dừng toàn bộ các phương tiện đi vào thành phố, và chủ yếu là các phương tiện ngoài tỉnh để kiểm tra thân nhiệt và lấy tờ khai y tế cho mọi người đi trên xe để đảm bảo là phòng chống dịch của tỉnh ta tốt hơn. Qua quá trình công tác thì toàn bộ người dân đều chấp hành đúng các cái quy định, các yêu cầu của cán bộ y tế cũng như là các bộ thực thi nhiệm vụ ở đây. Có những người rất là tự giác, không cần thiết là phải dừng xe họ mới vào, nhưng họ vẫn tự ý vào
mà vẫn là ý thức được cái phòng tránh dịch. Lệnh cách ly xã hội là một giải pháp mạnh để hạn chế tiếp xúc đông người, ngăn ngừa nguy cơ lây bệnh, nhưng chưa phải là lệnh cấm người dân ra đường. Các cửa hàng bán đồ thiết yếu vẫn hoạt động, các nhà máy vẫn sản xuất nhưng phải có phương án bảo vệ công nhân, người lao động. Tại Thừa Thiên Huế, người dân và cơ quan chức năng đang thực hiện tốt vấn đề này. Những người ngoài tỉnh khi đến các điểm chốt được kiểm tra, giải thích nên họ cảm thấy yên tâm và tin tưởng vào các biện pháp phòng dịch. Đây là một chủ trương của nhà nước là rất đúng đắn. Trước tiên là bản thân mọi người đều phải tự bảo vệ mình, cho nên gì rất đông lòng và hoan nghênh cái công tác làm ở địa phương mình. Thì dịch các mà tỉnh mình làm được như này thì quá tốt. Nên mình kiểm soát được các những người cá nhân đi lại với phương tiện đi lại để biết rõ cái hành trình của họ với triệu chứng bệnh như này thì quá tốt rồi. Rất tin tưởng vào chính quyền của Huế làm như này quá tốt. Hiện nay, không chỉ ở trung tâm thành phố mà những địa điểm vui chơi ở vùng xa như các bãi biển cũng đang thực hiện nghiêm túc việc chốt chặn, hạn chế tụ tập đông người. Các phương tiện vận tải công cộng cũng đã chấp hành nghiêm túc lệnh ngừng chạy tạm thời. Người dân Thừa Thiên Huế đang rất đồng lòng trong những ngày quyết định để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh. Trong ngày 31 tháng 3 và rạng sáng 21 tháng 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục tiếp nhận và cách ly đối với 1.139 công dân trở về từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về tại hai điểm cách ly là ký túc xá Trường Bia và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế. Tất cả các công dân trở về trong đợt này đều trở về từ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các công dân được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tại hai cửa khẩu Lao Bảo và La Lây và bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong 1.139 công dân, thì điểm Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Đại học Huế tiếp nhận 524 công dân và điểm ký túc xá Trường Bia tiếp nhận 625 công dân. Qua kiểm tra thân nhiệt của đội ngũ y tế tại các địa điểm tiếp nhận và khai báo, thì sức khỏe của các công dân đều ổn định, không có trường hợp nào có dấu hiệu ho, sốt. Tất cả các công dân trở về đã được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng với lực lượng y tế tổ chức tiếp nhận một cách chặt chẽ. Các phương tiện và đồ dùng cá nhân đều được phun khử trùng và đo thân nhiệt một cách cẩn thận. Tính đến 5 giờ 30 phút sáng nay, thì các điểm tiếp nhận do quân đội phụ trách đã tiếp nhận được 5.966 công dân và 8 trên 8 điểm đã tổ chức tiếp nhận công dân. Các công dân sau khi về tại các địa điểm sẽ phải thực hiện cách ly 15 ngày theo quy định và được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm bảo đầy đủ ăn uống cũng như các đồ dùng thiết yếu trong quá trình thực hiện cách ly. Theo dự báo, trong ngày hôm nay và những ngày tới, số lượng công dân trở về từ các nước, mà đặc biệt là từ Lào về với số lượng lớn. Vì vậy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đang tiếp tục chủ động làm mọi công tác chuẩn bị và sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về quê hương. Trước tình hình nghỉ học dài ngày do dịch bệnh COVID-19, Bộ Giáo dục Đào tạo mới có hướng dẫn cụ thể việc thực hiện tinh giản nội dung chương trình ở bậc trung học phổ thông ở học kỳ 2 năm học 2019-2020. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường ra soát, tinh giản, sắp xếp, kết hợp các bài học có nội dung liên quan thành một bài học, chủ đề cần đảm bảo các yêu cầu, như đảm bảo nội dung cốt lõi của yêu cầu cần đạt theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, tinh giản tối đa các nội dung kiến thức trùng lập. Bộ cũng yêu cầu các trường không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản và các nội dung đã được ghi không dạy, không làm, không thực hiện, đồng thời khuyến khích học sinh tự học. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng ma trận đề thi Trung học phổ thông quốc gia 2020, công bố đề minh họa sau khi có nội dung các môn học được tinh giản giảm tải. Vì thế, các nhà trường, giáo viên bám sát nội dung tinh giản để có kế hoạch dạy học, hướng dẫn học sinh ôn tập. Ứng dụng khai báo y tế tự nguyện nCoV vừa bổ sung thêm hai tính năng mới bao gồm mở rộng bản đồ và khai báo tiếp xúc. Theo đó, ứng dụng nCoV đã được cập nhật thêm trên bản đồ dịch bệnh lịch trình di chuyển của những ca F0 dương tính với COVID-19 để người dân tránh di chuyển vào những vùng nguy hiểm có nguy cơ lây nhiễm cao, đồng thời cũng giúp người đi vào vùng nhiễm dịch biết và khai báo nguy cơ với cơ quan y tế thông qua ứng dụng nCoV. Còn với tính năng mới khai báo tiếp xúc, người dùng có thể khai báo thông tin cho bản thân hoặc người nhà, phản ánh trường hợp xung quanh mà mình biết có đi từ nước ngoài về hoặc tiếp xúc với trường hợp đi từ nước ngoài về. Theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Học Việt Nam, những người mắc bệnh tim mạch, huyết áp thường có xu hướng chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19 hơn các bệnh nhân có bệnh nền khác. Do vậy, việc chủ động phòng ngừa và có hành động đúng đối với những người có nền bệnh tim mạch càng phải được cẩn trọng. Đến thời điểm hiện nay, khoa nội tim mạch Bệnh viện Đại học Y Dược Huế hiện đang điều trị 26 bệnh nhân. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ tuân thủ khuyến cáo của Hội Tim mạch Học Việt Nam trong việc điều trị bệnh nhân trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. COVID-19 gây tổn thương ở bệnh lý tim mạch, có thể là gây tử vong nếu có bệnh lý nền tim mạch, là chiếm 10% so với là
tỷ lệ tử vong của nơi COVID-19 trên bệnh nhân mà không có bệnh lý nền. Và trong các cái bệnh lý đi kèm của nơi COVID thì tỷ lệ mà bệnh lý tim mạch là chiếm tỷ lệ cao nhất, là đến 17% so với là các cái bệnh lý đi kèm khác. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, vấn đề ưu tiên hàng đầu là can thiệp trì hoãn hoặc can thiệp chương trình và chỉ thực hiện can thiệp khi loại trừ COVID-19 hoặc qua thời gian cách ly. Ưu tiên tải tưới máu không can thiệp tại khoa cách ly và can thiệp cấp cứu là biện pháp sau cùng, phải tiến hành tại phòng thông tin cách ly. Tác động gián tiếp sẽ là tổn thương phổi, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của hệ tim mạch, làm che lấp các triệu chứng tim mạch. Việc loại trừ COVID-19 làm chậm trễ quá trình xử trí bệnh tim mạch, đặc biệt trong can thiệp nhồi máu cơ tim và một số thuốc điều trị COVID-19 có thể làm nặng hơn bệnh lý tim mạch. Như vậy, ngoài những cái khuyến cáo chung của phòng ngừa, của phòng chống của COVID-19, thì đối với bệnh nhân tim mạch thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bệnh nhân nên có một chế độ chăm sóc, theo dõi tại nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa tim mạch, và chúng ta nên tự trang bị các cái phương tiện theo dõi cá nhân như là máy đo huyết áp tại nhà, máy đo độ bão hòa oxy máu để mà chúng ta kiểm tra theo dõi hàng ngày. Khi mà chúng ta có các cái triệu chứng như là sốt, ho, khó thở hoặc là các bệnh lý tim mạch nó nặng hơn thì chúng ta nên liên hệ với các cái đường dây nóng liên quan tới COVID để mà chúng ta có cái thái độ xử trí kịp thời. Với những người khỏe mạnh, việc nhiễm COVID-19 đã là một đe dọa tính mạng, nhưng với bệnh nhân tim mạch thì vấn đề còn đặc biệt nghiêm trọng hơn. Tại Việt Nam, tỷ lệ bệnh không lây nhiễm tăng đã khiến bệnh tim mạch là nguyên nhân tử vong và gánh nặng bệnh tật hàng đầu, với con số ước tính khoảng 15 triệu người bị tăng huyết áp ở các mức độ khác nhau. Do vậy, cần hết sức cảnh giác và chủ động phòng ngừa, cũng như có hành động đúng để giảm tối đa các ảnh hưởng của COVID-19, nhất là đối với bệnh nhân tim mạch. Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh kéo dài khiến hoạt động hiến máu tình nguyện bị hoãn. Đây là nguyên nhân thiếu hụt trầm trọng nguồn máu dự trữ của Trung tâm Huyết học Truyền máu. Các hoạt động hiến máu tình nguyện lúc này càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. 100 đoàn viên thanh niên bệnh viện tham gia hiến máu tình nguyện. Trong số này có không ít đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện cũng như hiến tiểu cầu trên 5 lần. Đây là thời điểm các đoàn viên trong ngành y tế phát huy tinh thần xung kích trong thời điểm khó khăn này. Trước đây thì em đã hiến 2 lần rồi, và em nghĩ thì cái việc là thanh niên xung phong hiến máu đó là việc vô cùng ý nghĩa và cần thiết, thể hiện tinh thần giàu sức sống, nơi nào cần thì thanh niên có. Và tinh thần đoàn viên thanh niên là xung kích đi đâu trên mọi mặt trận, thì anh em trong đoàn thanh niên bệnh viện Trung ương Huế là sẵn sàng hiến máu theo tiếng gọi của đoàn bệnh viện. Ban giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế hiện đang tiến hành lập danh sách nhân viên bệnh viện, trong đó lực lượng nòng cốt là đoàn viên thanh niên, để thành lập ngân hàng máu sống phục vụ cấp cứu trong thời gian đến, nhằm cung cấp máu cứu những ca cấp cứu cần máu đột xuất. Trong cái giai đoạn khó khăn máu hiện nay, thì thanh niên là lực lượng nòng cốt mà tích cực tham gia hiến máu, thì chúng tôi lập tiếp tục một cái danh sách ngân hàng máu sống, vì đây là nguồn máu đặc biệt mà sẽ sử dụng khi mà bên ngoài không thể vào tham gia hiến máu, thì đến lúc này những nhân viên bệnh viện sẽ vừa phòng chống bệnh COVID nhưng lại phải tiếp tục tham gia hiến máu để cứu chữa bệnh nhân. Hiện nay nguồn máu dự trữ của Trung tâm Huyết học Truyền máu thiếu trầm trọng. Tính đến ngày 31 tháng 3, lượng máu hiện có chỉ đủ phục vụ cho cấp cứu trong 2-3 ngày tới. Phát huy tinh thần xung kích, tinh thần tình nguyện tham gia hưởng ứng tích cực từ lực lượng đoàn viên thanh niên, không chỉ từ đoàn Bệnh viện Trung ương Huế, sẽ góp phần tích cực bổ sung nguồn máu dự trữ cứu sống bệnh nhân trong giai đoạn hiện nay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong quý 1 dự ước là 170 triệu đô la Mỹ, giảm 16% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng 3 ước đạt 70 triệu đô la Mỹ, giảm 5% so với cùng kỳ. Thị trường xuất khẩu chủ yếu các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu giảm như sơ, sợi dệt, hàng may mặc, gỗ và sản phẩm gỗ. Riêng giá trị xuất khẩu ngành hàng nông thủy sản tăng trong tháng nhờ các doanh nghiệp thủy sản đã ký được các hợp đồng với giá tăng từ 5 đến 10%. Theo đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý 1 dự ước 170 triệu đô la Mỹ, giảm 16% so với cùng kỳ, đạt 16,3% kế hoạch.
Hoạt động nhập khẩu, dự ước kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 3 là 22 triệu đô la Mỹ, giảm 50% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch nhập khẩu quý 1 ước khoảng 100 triệu đô la Mỹ, giảm 20%, trong đó nguyên phụ liệu may mặc chiếm tỷ trọng 68%, giảm 10,5%. Dự ước đến cuối tháng 3 năm 2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt hơn 49.400 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm. Dự ước đến cuối tháng 3 năm 2020, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 49.400 tỷ đồng, tăng 2,3% so với đầu năm. Tuy nhiên, trong đó có 9 trên 32 đơn vị tổ chức tín dụng trên địa bàn có vốn huy động giảm. Các tổ chức tín dụng cho biết tiền gửi tiết kiệm ước đạt 37.850 tỷ đồng, tăng 4,2%. Tiền gửi thanh toán ước đạt 10.800 tỷ đồng, giảm 5,1% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng ước thực hiện đến cuối tháng 3 năm 2020 đạt 50.700 tỷ đồng, tăng 0,3% so với đầu năm. Thực hiện thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã và đang thực hiện quy định cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch COVID-19. Tương tự, dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh trong quý 1 giảm mạnh do ảnh hưởng dịch bệnh. Từ đầu năm đến nay ước đạt hơn 5.700 lượt, giảm 5% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, vận tải hành khách trên địa bàn tháng 3 ước đạt hơn 1,5 triệu lượt khách, giảm 24% so với tháng trước, giảm 25% so với cùng kỳ. Về vận tải hàng hóa ước đạt 952.000 tấn, giảm 13% so với tháng trước, giảm 10% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính chuyển phát ước đạt 217 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước, giảm 11% so với cùng kỳ. Theo đó, vận tải hành khách quý 1 năm 2020 ước đạt 5.787 nghìn lượt khách, giảm 5% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa ước đạt 3.266 nghìn tấn, tăng 2,6%. Dịch vụ taxi sau mùa cao điểm Tết âm lịch vừa qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng một cách rõ rệt, đặc biệt là sau khi có chỉ đạo tạm dừng các lễ hội chưa khai mạc và giảm quy mô các lễ hội đã khai mạc. Học sinh sinh viên nghỉ thêm sau Tết, người dân hạn chế di chuyển nên dịch vụ taxi bị giảm khoảng 30%, lượng khách qua các bến xe giảm trên 50%. Nhiều phần quà ấm áp nghĩa tình tiếp tục được gửi đến cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các cơ sở cách ly trên địa bàn tỉnh. Công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy ủng hộ hơn 1.040 thùng sữa đậu nành cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch COVID-19 và gần 6.000 công dân đang thực hiện cách ly y tế tại 8 điểm. Thay mặt lãnh đạo công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã trao tặng 687 thùng sữa đậu nành Fami và 354 thùng sữa mè đen nếp cẩm. Cùng trong dịp này, công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Xuân Phú ủng hộ 1.000 khẩu trang, 20 lít nước diệt khuẩn, 20 thùng mì tôm 3 miếng. Ủy ban Nhân dân huyện Phú Lộc ủng hộ 35 triệu tiền mặt. Liên đoàn Lao động tỉnh ủng hộ 1 tấn gạo, 400 khẩu trang, 115 hộp tinh dầu hoa nén và một số vật dụng sinh hoạt. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lộc ủng hộ 550 kg gạo, 100 kg cá khô và rau củ quả các loại, cùng một cá nhân ở thành phố Huế ủng hộ 10 triệu đồng. Chia sẻ tại lễ tiếp nhận, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh, mặc dù trong giai đoạn này các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội, chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch COVID-19, sự hỗ trợ từ tấm lòng của cả cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sẽ là nguồn động viên rất lớn đối với chính quyền địa phương, đội ngũ y bác sĩ, các lực lượng vũ trang và những người đang trực tiếp ngày đêm chiến đấu chống lại dịch bệnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lộc phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện đi thăm và ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nơi tiếp nhận qua ủng hộ của các tổ chức và cá nhân trong phòng chống dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Lộc đã tiếp nhận được hơn 6 tạ gạo, 7 tạ rau, củ, quả, các loại, cá 120 kg, 6 thùng mì tôm và 2,5 triệu tiền mặt. Đây là những nhu yếu phẩm ở các địa phương cơ sở được chính các chị em thu gom tại vườn nhà mình để ủng hộ và cùng chung tay góp phần nhỏ của mình cùng với tỉnh nhà trong chặng đường phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp như hiện nay. Qua đó sẽ chia những tình cảm, động viên tinh thần cùng các chiến sĩ và công dân đang thực thi nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly trên địa bàn tỉnh, với hy vọng chúng ta sẽ thành công và vượt qua giai đoạn quan trọng trong 15 ngày tới. Phần cuối của chương trình như thường lệ là những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Do chịu ảnh hưởng của rìa tây nam không khí lạnh tăng cường nên phía đông bắc bộ và bắc trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Phía tây bắc bộ có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, thấp nhất từ 22 đến 35 độ. Độ ẩm phổ biến ở mức 76 đến 80%. Thời tiết biển có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0,5 đến 1,5 m.